Đếm nha, 1, 2 trái nè, 3 trái nè, đằng sau này có 1 trái là 4 trái nè, 5 trái nè, 6 trái nè. Nó còn nhỏ, mình nghĩ chừng tuần nữa nó mới to để ăn được, tuần hay tuần nữa. Nhìn thích ha. Để mình quay cái cây Japanese cucumber, dưa leo của Nhật. Cái trái nó dài, ở dưới gốc được 2 trái, 3 trái. Nó leo lệ dễ sợ. Mình mua cái cây này có 3 tầng, 4 tầng à, nó chừng 1 gang tay. Rồi nó leo, mình nghĩ chắc 5 feet rồi á, 5-6 feet rồi á. Bây giờ mình định cắt mấy cái lá ở dưới gốc cho nó thoáng, tại vì nó mọc kế bên cái zucchini này nè, cái trái này nè. Bông đẹp quá ha, nó mọc bự. Rồi mình có trồng luôn đậu que cho nên nó mọc chung với nhau. Rồi kế đó mình bỏ cái gì cũng bỏ xuống nó cũng lên hết, nhưng mà trái dưa leo nó mọc dài rồi nè, thấy không, 2 trái này mọc dài bự rồi đó. Ui à, to quá, thích ha, bông nó đẹp ghê, thấy không. Mình cũng lên tỉa bớt, lúc mà tỉa thì nó sẽ mọc trái nhiều hơn, người ta nói vậy. Với lại cái tỉa luôn cái này nó cao quá,